là lần thứ 1000 em đến với Phan Xipang. Và em rất là vui khi được chứng kiến hiện tượng này lạ lùng này. Nó có một cái sự linh thiêng gì đó, và cộng thêm cái cảm xúc để mà nó lan tỏa trong người. Thật là tuyệt. Lần đầu tiên thấy được cảnh như vậy. Bây giờ nhìn đây, càng ngày cái vòng hạ quan nó càng lớn lên, càng đẹp hơn.